Xin chào quý vị khán giả, tiếp tục trở lại với chuyên mục thử xe của chương trình Xe và Xu hướng tuần này. Thưa quý vị, trong những ngày đầu tháng 9 vừa qua thì chương trình Xe và Xu hướng đã có dịp tham gia vào một cái chuyến trải nghiệm nhỏ nhỏ của Nissan Việt Nam với cái cung đường ngắn thôi từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hồ Tràm. Trong cái chuyến media trip này thì chúng tôi được lần lượt lái thử trải nghiệm những cái mẫu xe đang được Nissan Việt Nam phân phối, gồm có 3 mẫu xe, mẫu xe Nissan Almera, thứ hai là mẫu xe Nissan Navara, một mẫu xe bán tải rất là nổi tiếng của Nissan, rồi thứ ba là mẫu xe Nissan Kick, một mẫu xe điện được Nissan ra mắt thời gian gần đây. Thì chúng tôi đã lần lượt lái thử 3 mẫu xe này. Ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tham gia cái chuyến trải nghiệm lần này nhé, mời quý vị. Mẫu xe đầu tiên mà chương trình trải nghiệm lần này đó chính là chiếc Nissan Almera. Trong những năm gần đây, Nissan đã có những thay đổi mạnh mẽ mang tính quyết định trong việc thay đổi hình ảnh thương hiệu. Các sản phẩm đều mang thiết kế thể thao cá tính và hơi hướng tương lai, mở màn với mẫu Nissan Navara mạnh mẽ và củng cố với Nissan Almera nổi bật và bứt phá. Nissan Almera hoàn toàn mới là sản phẩm đầu tiên và duy nhất trong phân khúc B sedan được trang bị động cơ 1.0 lít turbo tăng áp, sức mạnh 100 mã lực tại 5.000 vòng một phút và mô men xoắn cực đại lên tới 152 đến 160 Nm tại tốc độ 2.400 đến 4.000 vòng một phút. Xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu đặc biệt ấn tượng trên tất cả các điều kiện vận hành trong và ngoài đô thị, với mức tiêu thụ nhiên liệu khi vận hành trên đường trường ở mức 4.2 lít trên 100 km đối với bản Almera MT và 4.4 lít trên 100 km đối với bản Almera CVT cao cấp. Xe được trang bị những công nghệ hàng đầu của Nissan, đó là công nghệ chuyển động thông minh Nissan Intelligent Mobility, luôn được gắn liền với các mẫu xe Nissan và đặc biệt thể hiện rõ nét trên Nissan Almera hoàn toàn mới. Thưa quý vị, mẫu xe thứ hai mà chúng tôi trải nghiệm đó là chiếc Nissan Navara, chiếc xe bán tải được khá là nhiều khách hàng Việt Nam ưa chuộng và sử dụng. Chiếc Nissan Navara thời gian gần đây cũng được Nissan nâng cấp, và tại Việt Nam thì nó có 3 phiên bản. Phiên bản thấp nhất là phiên bản EL đó, phiên bản 1 cầu. Còn hai phiên bản còn lại là phiên bản 2 cầu, đó là phiên bản VL, và phiên bản cao nhất là phiên bản Pro 4X được trang bị full option. Cả 3 phiên bản đều được trang bị cái động cơ mới, là động cơ 2.3 lít twin turbo 16 van. Cái động cơ này thì nó cho công suất 190 mã lực đi cùng với mô men xoắn là 450 Nm từ 1.500 tới 2.500 vòng một phút. Tất cả đều được là loại động cơ diesel vận hành khá là mạnh mẽ. Động cơ này thì nó cũng đi cùng với hộp số tự động 7 cấp với cái tính năng chuyển số tay. Trên cả 3 phiên bản của Navara thì đều được trang bị đầy đủ các cái tính năng an toàn chủ động, ví dụ như là chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp PA, hỗ trợ hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, rồi cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, đèn báo phanh khẩn cấp, cảm biến lùi, gần như là tất cả các cái hệ thống hỗ trợ an toàn đều được trang bị đầy đủ trên cả 3 phiên bản. Thì tất nhiên ở phiên bản thấp nhất là phiên bản một cầu đó, phiên bản EL đó, thì sẽ không có một số chức năng, ví dụ như hỗ trợ xuống dốc, cảm biến lùi thì cũng không có. Thưa quý vị, trong chuyến trải nghiệm lần này thì chúng tôi còn lái thử chiếc xe Nissan Kick e-Power. Như quý vị biết thì chiếc xe này đã được Nissan Việt Nam ra mắt hơn một năm trước đây. Đây có thể nói là một chiếc xe điện, nhưng không hẳn là một chiếc xe điện. Hơi kỳ lạ đúng không ạ?
Bởi vì chiếc xe này nó sử dụng cái công nghệ e-power. E-power tức là chiếc xe này nó sử dụng một cái motor điện, và motor điện này nó truyền động cho tất cả bốn bánh xe luôn. Và trong khi đó nó vẫn có một cái động cơ xăng. Động cơ xăng này có chức năng là sạc cho động cơ điện. Chính vì vậy mà có thể nói là chiếc xe này là một cái chiếc xe điện nhưng mà nó không cần sạc. Nhưng mà nó cũng không phải là chiếc xe hybrid. Khi mà nhìn á, thì quý vị thấy chiếc xe này nó cũng bình thường, nó cũng giống như những chiếc xe khác thôi. Tuy nhiên khi mà mình lái trực tiếp, mình cầm lái chiếc xe này, mình mới có những cái cảm nhận rõ nét hơn về cái e-power này. Thưa quý vị, còn một cái công nghệ cũng khá là thú vị nữa trên chiếc xe này, đó là e-pedal step. Tức là cái công nghệ một chân ga. Thì với cái công nghệ này, khi quý vị nhả chân ga ra đó, thì cái chiếc xe nó cũng có cái chức năng phanh luôn. Chức năng sẽ từ từ, chiếc xe sẽ từ từ giảm tốc, và nó ghì cái chiếc xe lại và giảm tốc luôn, thay vì mình đạp chân phanh. Chiếc xe này được trang bị hai loại động cơ, đó là một động cơ xăng dung tích 1.2 lít và một bộ pin 349V. Ở Việt Nam thì Nissan Kicks e-Power có hai phiên bản, phiên bản E và phiên bản V. Phiên bản V là phiên bản cao nhất. Trong cái chuyến trải nghiệm lần này của chúng tôi với Nissan thì cũng có khá là nhiều những cái chuyên gia của giới truyền thông. Thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những cái chia sẻ, những đánh giá của họ sau khi lái thử những chiếc xe của Nissan, đặc biệt là chiếc xe điện Nissan Kicks e-Power này nhé. Bây giờ xe này đang nổ máy nhá. Nhưng mà bạn không nghe thấy, gần như không nghe thấy tiếng động gì ha. Đây chính là một cái điểm mà mọi người sẽ nghĩ đây là một chiếc xe điện. Nhưng mà thực ra thì nó lại không phải là xe điện. Mà cái động cơ e-power này, thực ra đây tôi đã nghe nói nhiều cái động cơ này, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm. Thì cảm thấy nó rất là thú vị khi mà mình sử dụng đúng nó. Là khi mà nếu mà mình đi ở trong thành phố ấy, đi trong đô thị với một cái vận tốc dưới 50 cây số và phải sử dụng bình thường, nếu mà đi động cơ xe xăng như tôi vẫn đang đi bình thường ấy, thì tôi phải sử dụng phanh khá là nhiều. Thế nhưng mà đi cái chiếc này ấy, thứ nhất là cái độ êm tĩnh khi mà mình khởi động và mình đi thì nó giống hoàn toàn như xe điện. Thế và khi ở những cái chỗ mà mình cần phải giảm tốc và thậm chí là dừng lại, thì một là tôi nhấc chân ra khỏi cái chân ga thì xe nó giảm tốc, và mình nhìn thấy ở trên đồng hồ kỹ thuật số này là cái màn hình mà nó thể hiện cái việc nạp pin cho xe là nó xanh lên, để mình thấy rõ ràng là cái năng lượng mà bình thường nếu mà mình đi xe xăng á, mà mình đạp phanh ấy, thì cái năng lượng đấy là năng lượng thừa, nó sẽ tiêu mất đi. Thì bây giờ cái này là nó nạp lại cho pin, và nó sẽ được sử dụng trở lại khi mà mình lại tăng tốc lên. Thì cái này là cái tôi đánh giá rất là cao ở cái hai điểm. Đối với, thứ nhất là cái xả thải ra môi trường với cái tiếng ồn và cái khói bụi và cái carbonic cho cái việc là cái khi xe nó vận hành ấy. Chứ mình không nói cái đoạn mà xăng nó phải đổ vào, thì cái đoạn đấy thì là câu chuyện khác. Thì cái này là nó giảm thiểu rõ ràng. Nếu đi trong đô thị thì đây là một cái rất là ưu thế. Và cái thứ hai là nó không mất mát đi cái năng lượng thừa khi mà mình cần phải giảm tốc và phanh. Mà cái này thì mình sử dụng trong đô thị rất là nhiều. Tất nhiên là cái này thì tôi nghĩ rằng là cái ưu thế của nó chủ yếu là nếu mà anh sử dụng ở trong đô thị và mình phải sử dụng rất nhiều những cái thay đổi cái tốc độ. Thế còn nếu mà đi ở đường trường thì nó cũng ở mức độ như một cái chiếc xe nhỏ bình thường. Tức là vừa nãy thì chúng tôi xét thử, thì nếu mà đi cao tốc và đi tốc độ đi đường trường ấy, với tốc độ cao khoảng 100 cây số, thì là nó cũng mất khoảng hơn 5 lít cho 100 cây số, thì nó cũng bằng một chiếc xe động cơ nhỏ. Như vậy ưu thế chính của chiếc xe này là cái chiếc xe đi ở trong đô thị. Thế và thêm một cái điểm nữa, tức là thực ra cái chiếc xe này nếu như mình không lái xe ấy, mình chỉ nhìn cái chiếc xe bên ngoài và mình ngồi ở bên trong ấy, thì mình không có ấn tượng đâu. Mình thấy nó cũng được, trông nó cũng trẻ trung, nó nhỏ gọn, nhưng nó không có cái ấn tượng gì thật là đặc sắc so với lại các đối thủ trong phân khúc.
Thế nhưng mà khi mà lái xe thì rõ ràng là mình thấy, đương nhiên là đấy, như tôi vừa chia sẻ thì nó có một sự khác biệt. Bây giờ nói đến cái xu hướng xanh á, thì là đây cũng là một cái lựa chọn, và đặc biệt là cái nó gọi là cái bước đệm cho sự lựa chọn một cái chiếc xe điện hoàn toàn. Bởi vì cái chiếc xe này nó còn lợi thế ở đô thị, ở cái là ở đô thị mình, ở trong các cái thành phố nhỏ thì mình, cái việc mà mình kiếm một cái chỗ để mà sạc điện, nếu như mình phải đi xe điện cắm sạc ấy, thì là nó sẽ rất là khó khăn. Đặc biệt là nếu như tôi ở một cái chung cư ở bên quận 7 thì tầng hầm thì đậu xe rất là thoải mái, nhưng mà không có một cái chỗ đậu, không có một chỗ sạc xe nào, sạc điện nào cả. Thành ra cái này sẽ là rất là khó. Thế thì cái chiếc này nó lại đổ xăng, tức là nó giống như một cái chiếc đổ xăng hoàn toàn. Thành ra mình không hề bị lệ thuộc vào cái chuyện là mình có sạc hay không. Và kể cả đi đường dài thì tức là đại loại cái chiếc xe này nó là mix, nó là trộn. Nó vừa là một cái chiếc xe xăng, nếu anh đi đường dài anh cũng không sợ phải sạc, mà đồng thời thì nếu đi ở trong thành phố thì nó lại gọi là lưỡng tính, nó lại có tính chất của chiếc xe điện, tức là nó lại tiết kiệm. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái lựa chọn rất là tốt. Tuy nhiên là nó ưu thế như thế, thành ra là nó giá của nó hiện nay nếu mà so sánh với các đối thủ, mà với những thứ mình nhìn thấy, tại vì những cái mà mình cảm nhận về động cơ hay tiết kiệm thì là những thứ mình phải sử dụng lâu dài mình mới thấy, chứ còn ngay lập tức mình vừa mới lên xe thì mình chưa thấy ngay. Thì cái giá của nó cũng là cái mọi người đang cân nhắc. Tất nhiên là khi mà mình tính cho những cái lâu dài khác, và mình có những cái điều kiện sử dụng phù hợp với lại cái ưu thế chiếc xe này, thì tôi nghĩ là đây cũng là một cái chiếc xe rất là đáng để lên một cái bàn cân để mà mình tính toán. Thưa quý vị, rõ ràng là chiếc xe điện này nó rất là thú vị. Và chỉ khi nào chúng ta thực sự cầm lái chiếc xe này, lái thử nó, thì chúng ta mới có những cái cảm nhận chân thực nhất về chiếc xe này. Nhìn bên ngoài thì nó cũng giống như những chiếc xe khác thôi. Chúng ta nhìn hình ảnh thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta trực tiếp chúng ta lái thử, cầm lái chiếc xe này, thì chúng ta mới có những cái cảm nhận chân thực nhất về cái động cơ điện đặc biệt ở trên chiếc xe này. Động cơ điện, cái động cơ e-power này của Nissan không phải là mới. Nó đã được trang bị trên rất là nhiều dòng xe của Nissan kể từ năm 2016-2017 lận. Và những cái chiếc xe điện với động cơ e-power này rất là phổ biến ở Nhật Bản. Thì chỉ khi nào quý vị cầm lái thì quý vị sẽ cảm nhận rõ hơn. Và hãy liên hệ với các đại lý, các showroom của Nissan Việt Nam trên toàn quốc để chúng ta có thể đăng ký lái thử chiếc xe Kicks e-Power này, để chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn và đánh giá rõ hơn về cái chiếc xe điện này nhé. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục thử xe lần sau của chương trình Xe và Xu Hướng. Xin chào.